Chào mừng các em đến kênh Khải Liêm trong bài giảng. Hôm nay Khải xin giảng các em môn công nghệ 7 sức kết nối cho cuộc sống. Chúng tôi xin bài giảng Khải Liêm có quảng cáo. Các em xem hết quảng cáo giúp Khải Liêm để Khải thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nha. Giờ mình sẽ bài giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình sẽ bài số 2 làm đất trồng cây. Chương 12 đến chương 13 sức kết nối cho cuộc sống. Sau bài học này em sẽ nêu được thành phần vai trò của đất trồng. Trình bày được mục đích và yêu cầu kỹ thuật của làm đất trồng cây. Trước hết mình sẽ có một câu hỏi. Đất trồng có thành phần như thế nào và có vai trò gì đối với cây trồng? Làm đất trồng gồm những công việc nào và mục đích của chúng là gì? Như vậy là câu hỏi này các em có thể trả lời như sau. Mình nhớ là đất trồng sẽ có 3 thành phần. Có nghĩa là phần rắn, phần lỏng và phần khí. Tiếp theo là vai trò của đất trồng đối với cây trồng. Thì đất trồng sẽ có vai trò là cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng. Đất trồng sẽ giúp cây đứng vững được, thì cây sẽ sử dụng rễ của mình để bám vào đất nên sẽ đứng vững đúng không? Và đất trồng sẽ cung cấp nước cho cây trồng, thì rễ sẽ hút xuống sâu xuống lòng đất để hút nước lên, thì đất sẽ cung cấp nước cho cây trồng. Và đất sẽ giúp hòa tan chất dinh dưỡng để giúp cây, sẽ giúp cây dễ hấp thu hơn, và trong đất sẽ có cung cấp khí cho cây luôn, khí oxygen cho cây. Thì mình nhớ là rễ cây cũng càng hô hấp giống như người, nên trong đất phải có khí oxygen thì để cây, rễ cây hô hấp được, cây mới sống được nha. Và làm đất tơi xốp, và rễ cây sẽ giúp cây hấp thụ khí oxygen sẽ tốt hơn, giúp rễ cây hấp thụ khí oxygen tốt hơn. Khi người ta sử dụng làm đất tơi xốp sẽ giúp cho rễ cây hấp thụ khí oxygen sẽ tốt hơn. Giờ tiếp theo, làm đất trồng cây gồm có ba công việc và mục đích là: chứ hết là cày đất. Cày đất sẽ giúp tăng bề mặt lớp đất trồng, chôn vùi cỏ và làm đất tơi xốp hoặc không khí. Tiếp theo là công đoạn bừa và đập đất, giúp làm nhỏ đất, khu gom cỏ dại, chinh ruộng, trộn đều phân bón và san phẳng ruộng. Và cuối cùng sẽ lên luống, sẽ giúp dễ chăm sóc, chống ngập úng và tạo tầng dày cho cây sinh trưởng và phát triển. Giờ trả lời xong câu hỏi, mình sẽ tiếp phần bài giảng. Rồi tiếp theo mình sẽ học phần một la mã. Thành phần và vai trò của đất trồng. Đất trồng sẽ gồm có 3 thành phần: phần rắn, phần lỏng và phần khí. Phần rắn sẽ có tác dụng cung cấp chất dinh dưỡng cần khí cho cây, giúp cây đứng vững. Như vậy mình nhớ là trong đất sẽ có 3 phần: phần rắn, phần lỏng, phần khí. Phần rắn sẽ có tác dụng cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho cây và giúp cây đứng vững. Tiếp theo là phần lỏng. Phần lỏng có tác dụng cung cấp nước cho cây và tan các chất dinh dưỡng giúp cây dễ hấp thụ. Như phần lỏng sẽ gồm có nước nha và các dinh dưỡng. Nước sẽ cung cấp nước cho cây, còn và sẽ giúp hòa tan các chất dinh dưỡng giúp cây hấp thụ nhanh hơn, dễ dàng hơn. Còn phần khí có tác dụng cung cấp khí oxygen cho cây, làm cho đất tơi xốp và giúp rễ cây hấp thụ khí oxygen tốt hơn. Mình nhớ là rễ cây cũng càng hô hấp giống như cơ thể của con người, nên càng cũng có khí oxygen để dây cây hô hấp được nha, thì cây mới sống được. Nếu không có khí oxygen dưới cho rễ cây hấp thụ thì cây sẽ bị chết. Như vậy mình thấy là cây sẽ hô hấp qua rễ, thân và lá luôn, đúng không? Còn con người và các động vật thì mình ví dụ như là người sẽ hô hấp qua cây, qua phổi và qua cây, qua cái mũi của mình, đúng không? Tiếp theo là phần khám phá, quan sát hình 2.1 và trả lời các câu hỏi. Đất trồng có những thành phần nào? Và các thành phần của đất trồng có vai trò gì với cây trồng?
Thì mình vừa quan sát xong hình 2.1, mình trả lời luôn khi đất trồng sẽ gồm có phần rắn, phần lỏng và phần thịt, đúng này. Giờ còn quay trò thì mình cũng vừa mới đọc xong, mình trả lời câu hỏi này như sau. Như vậy đất trồng, mình thấy là đất trồng sẽ có cấu tạo gồm ba thành phần: phần rắn, phần lỏng và phần khí. Giờ câu số 2, người ta hỏi là các thành phần của đất trồng có vai trò gì đối với cây trồng. Thì câu số 2 các em trả lời như sau: vai trò của thành phần đất trồng đối với cây trồng. Phần rắn sẽ cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng và giúp cây đứng vững. Còn phần lỏng sẽ cung cấp nước cho cây và hòa tan chất dinh dưỡng giúp cây dễ hấp thụ. Còn phần khí sẽ cung cấp khí oxygen cho cây, làm cho đất tươi xốp và giúp dễ cây hấp thụ khí oxygen tốt hơn. Đúng. Giờ trả lời xong hai câu hỏi, mình sẽ tiếp phần bài giảng. Giờ tiếp theo, hai la mã làm đất và bón phân lót. Số 1 nhỏ làm đất. Làm đất trồng cây là công đoạn đầu tiên trong quy trình trồng trọt. Mỗi loại cây trồng khác nhau thì kỹ thuật làm đất cũng khác nhau. Nhìn chung kỹ thuật làm đất trồng cây gồm có một số công việc chính như sau. Công việc cày đất chính là làm xáo trộn lớp mặt đất ở độ sâu khoảng 20 đến 30 cm. Cày đất có tác dụng làm tăng bì dày lớp đất trồng, chôn vùi cỏ dại và làm cho đất tơi xốp và không khí. Tiếp theo là công đoạn bừa và đập đất có tác dụng làm nhỏ đất, khô gom cỏ dại trong ruộng, trộn đều phân bón và san phẳng mặt ruộng. Tiếp theo là công đoạn lên luống. Một số loại cây trồng cần phải làm luống để dễ chăm sóc, chống ngập úng và tạo tầng đất dày cho cây sinh trưởng phát triển. Giờ tiếp theo phần khám phá, quan sát và nêu tên mục đích của các công việc làm đất trồng cây tương ứng với mỗi hình trong hình 2.2. Hình 2.2 là một số công việc làm đất trồng. Thì mình thấy hình A chính là công đoạn cày đất, đây là cái chiếc máy cày và người ta đang cày đất. Thì công việc cày đất sẽ là giúp làm tăng bề dày lớp đất trồng, chôn bùa lớp cỏ, làm đất tơi xốp và không khí. Giờ đây là máy bừa, có tác dụng là bừa sẽ làm nhỏ đất, khô gom cỏ dại trên ruộng, trộn đều phân bón và san phẳng ruộng. Còn hình C chính là lên luống. Lên luống để làm gì? Để dễ chăm sóc, chống ngập úng và tạo tầng dày cho cây sinh trưởng và phát triển. Như vậy khi mình lên luống như vậy sẽ chống được ngập úng. Vì nước, nếu có nước mưa xuống thì nó sẽ nằm xen dĩa, nằm phía dưới những cái khe này. Đúng không? Nên cây của mình sẽ không bị sợ bị ngập úng được. Đúng không? Như vậy câu hỏi này phần khám phá các em trả lời như sau. Như là hình A là tên công việc chính là cày đất, tăng bề dày lớp đất trồng, chôn bụi cỏ, làm đất tơi xốp và không khí. Hình B chính là công việc bừa, làm nhỏ đất, khô gom cỏ dại trong ruộng, trộn đều phân bón, san phẳng ruộng. Hình C chính là lên luống, dễ chăm sóc, chống ngập úng, tạo tầng dày cho cây sinh trưởng và phát triển. Đúng không? Giờ trả lời xong câu hỏi, mình sẽ tiếp phần bài giảng. Giờ số 2 mình sẽ học phần bón lót. Bón phân lót. Bón phân lót là bón phân vào đất trước khi gieo trồng nhằm mục đích chuẩn bị sẵn cho thức ăn cho cây, trồng hấp thụ ngay khi dễ vừa phát triển, tạo điều kiện để cây phát triển khỏe mạnh ngay từ ban đầu. Loại phân bón thường sử dụng để bón lót chính là phân hữu cơ hoặc là phân lăng. Phân bón được rất đều trên mặt ruộng hoặc là bón khéo hèn, khéo hấp như hình 2.3. Giờ mình sẽ đến phần khám phá, quan sát hình 2.3 và nêu các cách bón phân lót tương ứng với mỗi hình.
Hình 2.3 một số cách bón phân lót thì hình hình A chính là bón kheo hẹt. Đây, người ta sẽ giải phân theo những cái hẹt gọi là bón kheo hẹt. Còn hình B là người ta sẽ bón kheo hóc hóc chậm. Đây, người ta sẽ đào những cái lỗ như vậy gọi là cái hóc chậm. Còn hình C chính là người ta sẽ bón trên mặt ruộng, giải đều trên mặt ruộng, đúng không? Như vậy câu này các em sẽ trả lời như sau. Các cách bón lót là hình A chính là bón kheo hẹt, hình B là bón kheo hóc chậm và hình C chính là bón trên mặt ruộng nhé. Giờ trả lời xong câu hỏi mình sẽ tiếp phần bài giảng. Giờ tiếp theo là phần kết nối năng lực. Tìm hiểu qua Internet sách báo em hãy nêu cách bón phân lót một số loại cây trồng. Giờ như là các em sẽ lên trên Internet để các em sẽ tìm, các em sẽ vào Google, các em sẽ gõ là cách bón phân lót một số loại cây trồng thì nó sẽ ra. Giờ ở đây thì sẽ cho ví dụ như sau. Cách bón phân lót cho một số loại cây trồng như sau, ví dụ là bón kheo hèn thì mình thấy là chính cây lập, khoai lang, cây ngô, cây lạc, vân vân. Còn bón kheo hóc là cây vải, cây nhãn và cây khế. Và bón trên mặt ruộng chính là cây lúa hoặc là cây mì. Đúng không? Giờ trả lời xong câu hỏi, mình sẽ tiếp phần bài giảng. Giờ tiếp theo phần luyện tập. Trình bày mục đích của các công việc trong làm đất trồng cây. Giờ mình sẽ trả lời câu hỏi này như sau. Như vậy là mục đích của các khâu trong làm đất trồng cây là các khâu làm đất gồm có cày đất. Thì mục đích sẽ là tăng bề dày lớp đất trồng, chôn bụi cỏ, làm đất tơi xốp và con khí. Còn bừa sẽ làm nhỏ đất, khu gom cỏ dại trên trong ruộng, trộn đều phân bón và sang phẳng ruộng. Còn lên lún sẽ dễ chăm sóc, chống ngập úng, tạo tầng dày cho cây sinh trưởng và phát triển. Giờ trả lời xong câu hỏi, mình sẽ tiếp phần bài giảng. Giờ tiếp theo là phần vận dụng. Em hãy đề xuất quy trình chuẩn bị đất để trồng một loại cây trên ban công, trong vườn hoặc là trong khuôn viên nhà trường. Giờ như vậy mình sẽ đề xuất một quy trình trồng làm đất trồng cây như sau. Đề xuất quy trình chuẩn bị đất để trồng cây khoai lang trong vườn này. Ví dụ như là bước 1, mình sẽ cố đất vườn cho tơi xốp và có khí. Sau đó mình sẽ bơm cho nhỏ đất ra. Và sau đó mình sẽ lên luôn. Đúng không? Giờ trả lời xong câu hỏi, mình sẽ tiếp phần bài giảng. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em thấy giảng dễ hiểu, bấm khích chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em này chưa đăng ký kênh Thầy Liêm thì các em sẽ bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của Thầy Liêm nhé. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.